ngoan nha cục cưng của anh. Lì là anh thiệt em đó. Cưng quá nè. Alo. Sao giờ này mà cô chưa về nhà cơm nước gì cho vậy? Biết mấy giờ không hả? Anh ơi, anh có gì anh đi chợ anh mua đồ giúp em nhé, tại vì hôm nay em về trễ á. Cô nghĩ sao mà cô kêu tôi đi chợ mua đồ ăn vậy? Người ta nghĩ tôi sao hả? Thì anh ở nhà không á. Thì anh đi chợ phụ vợ con á, người ta nghĩ gì đâu anh. Không có giúp gì hết trơn á. Cô là vợ, chuyện cơm nước nhà cửa là cô phải lo. Giờ không nói nhiều nữa, cô mau về liền đi. Xin con là đợi lâu không? Ngoan quá à. Quản lý ơi, hôm nay á, nhà chị có việc nên chắc chị không có làm thêm giờ được đâu. Dạ, vậy chị có việc á thì chị về sớm đi. À mà chị ra, đây là tiền lương tháng này của chị này. Cảm ơn em nha. Giờ này cũng mới về đó hả? Tính để tôi nói cái gì? Anh ở nhà chơi không á thì phụ em với. Sao vợ chồng á mà anh tính toán với nhau không à? So đo cái gì? Việc ai thì người đó làm. Mấy cái việc nhà là việc của đàn bà. Tôi không biết gì đâu mà tôi phụ. Đừng nói nữa. Cô đi nấu cơm tôi một cái. Tôi đói quá trời rồi nè. Trời ơi, nhà ở hai người mà cô mua gạo với tàu hũ không vậy nè. Rồi ai ăn ai nhịn đây? Vợ người ta nuôi chồng càng ngày càng mập lên. Vợ mình á nuôi chồng nó càng ngày càng ốm đi nè. Giờ thời buổi kinh tế khó khăn rồi mà em đi làm đâu có được nhiêu tiền đâu. Với lại vợ chồng mình á ăn uống tiết kiệm một chút, nhà còn bao nhiêu việc phải lo nữa. Suốt ngày than với giảng cái nhà có chút ép à, làm như bự lắm vậy phải lo. Nếu mà anh đã nói em như vậy á, sao anh không đi kiếm việc làm đi? Suốt ngày anh chỉ ở nhà chơi với nó không à. Một mình em nè, ai lên đi làm kiếm tiền nuôi cái nhà này? Bộ anh không thương em hả anh Lộc? Xin việc á? Xin việc gì bây giờ? Ngoài trời nóng nực vậy kìa, làm mấy công việc tay chân á, không điều hòa tôi chịu không có được. Mà kinh nghiệm tôi không có, bằng cấp tôi cũng không. Thôi ở nhà cho lành. Thôi con đi nấu cơm đi, tôi đi chơi xíu. Phải chăng sự lựa chọn của tôi là sai? Vũ! Vũ! Đánh đi con! Con này của mày nó yếu rồi, mày phải tổng em như tao nè. Ít chứ còn chiến được mấy em này chứ. Thua hoài chán thì chứ. Biết là vậy rồi đó, nhưng mà giờ tiền kiếm ở đâu ra nè. Đi mượn nhùm lum chỗ hết trơn, có ai cho đâu. Thì bây giờ mày thua kèo này, mày thêm kèo nữa, biết đâu mà gỡ lại được vốn, bù thêm mấy cái từ bữa giờ mày thua nữa. Mà quan trọng nè, tiền kiếm ở đâu ra? Thấy vợ tao để con heo ở đâu không? Bà yêu của anh đây rồi. Anh kiếm em nãy giờ nè.